có tin Mỹ sắp viện trợ thêm vệ phóng tên lửa di động cho Ukraine. Nga thừa nhận bị Ukraine xuyên thủng phòng thủ ở Kherson. Nga có thể đã thay tướng tư lệnh sau tổn thất ở Ukraine. Moscow bác bỏ gợi ý sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Xin kính chào quý vị đang theo dõi mục tin cập nhật ngày 4 tháng 10 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo Reuters, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 625 triệu USD cho Ukraine sớm nhất trong ngày 4 tháng 10. Đây là gói viện trợ đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố sắp nhập 4 tỉnh của Ukraine hồi tuần trước và là lần thứ hai ông Biden sử dụng quyền rút vốn của Tổng thống PDA kể từ khi các lực lượng Kyiv đạt được những bước tiến trong chiến dịch phản công vào giữa tháng 9. Quyền PDA cho phép chính phủ Mỹ chuyển giao trang thiết bị và dịch vụ từ các kho dự trữ một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của quốc hội trong trường hợp khẩn cấp. Các nguồn thạo tin nói, bốn bệ phóng HIMARS cùng các tên lửa đi kèm khoảng 200 phương tiện thiết giáp chống mìn MRAP, đạn dược cho liệu pháo và mìn có thể được gửi đến Ukraine trong những ngày tới. Đây sẽ là gói viện trợ đầu tiên trong năm tài khóa 2023 của chính phủ Mỹ cho phép Tổng thống Biden rút số vũ khí dư thừa trị giá tới 3,7 tỷ USD để chuyển cho Ukraine đến giữa tháng 12. Tuần trước, Washington đã công bố gói trợ giúp quân sự trị giá 1,1 tỷ USD cho quốc gia Đông Âu, bao gồm 18 hệ thống phóng HIMARS, đạn dược đi kèm, nhiều loại máy bay không người lái và hệ thống radar. Tuy nhiên, gói này do chương trình sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, USAI tài trợ. Đồng nghĩa, chính phủ Mỹ phải mua vũ khí từ các công ty bên ngoài thay vì rút chúng khỏi kho vũ khí hiện có của đất nước. Hiện Nhà Trắng vẫn đang từ chối bình luận về gói viện trợ mới. Theo các quan chức giấu tên, gói vũ khí sắp tới có thể thay đổi về giá trị và thành phần đến phút cuối cùng. Một thông báo chính thức về nó sẽ đánh dấu việc chính quyền Biden đã cung cấp các khoản hỗ trợ an ninh lên tới tổng cộng hơn 16,8 tỷ USD cho Kyiv kể từ khi Nga mở cuộc chiến ở nước láng giềng ngày 24 tháng 2. Thưa quý vị, Quân đội Ukraine đã đột kích nhiều vị trí của lực lượng Nga trên sông Dnepr, thuộc Đông Bắc Kherson, thành phố chiến lược do Nga kiểm soát ở miền Nam Ukraine. Trong video cập nhật tình hình hàng đêm, Tổng thống Zelensky hôm 3 tháng 10 xác nhận: "Quân đội Ukraine đang đẩy mạnh các cuộc phản công chống lại lực lượng Nga và đã tái chiếm các thị trấn mới ở một số khu vực." Ông Zelensky nói: "Hôm nay ngày 3 tháng 10, quân đội chúng tôi vẫn tiếp tục tiến công và tái chiếm nhiều khu định cư." Ở một số vùng, giao tranh ác liệt đang diễn ra trên một số nơi ngoài mặt trận. Trước đó vào cuối tuần qua, lực lượng Ukraine đã tái chiếm thành phố chiến lược Liman ở phía đông, nằm gần khu vực Luhansk. Quân đội Nga trước đó đã biến Liman thành một căn cứ hậu cần. Các lực lượng ủy nhiệm của Nga ở Luhansk cho biết quân đội Ukraine đã tiến được vài km ở Luhansk. Các báo cáo cho thấy người Ukraine đang tiến về các thị trấn ở Kremlin và Svartop, do Nga kiểm soát tại vùng Luhan. Cũng trong ngày 3 tháng 10, ông Vladimir Sando, lãnh đạo thân Nga ở vùng Kherson xác nhận, lực lượng Ukraine đã có những đột phá ở khu vực phía nam Kherson và kiểm soát một số khu dân cư. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Vladimir Sando. Tình hình đang căng thẳng, có một khu dân cư gọi là Dunchani ở thành phố Kakhovka và đó là địa điểm nơi Ukraine đã có đột phá có những khu dân cư đã bị lực lượng Ukraine kiểm soát. Làng Duchani ở bờ tây sông Dnipro, cách nơi lực lượng Nga chống trả lại lực lượng Ukraine một ngày trước đó, khoảng 40 km về phía hạ lưu. Tuy nhiên, phó lãnh đạo khu vực Kherson, ông Kirill Stremosov nói rằng, những nỗ lực của các lực lượng Ukraine nhằm xuyên thủng hàng rào phòng thủ của Nga ở đã bị ngăn chặn. Ông Kirill Stremosov cho biết, lực lượng Ukraine đã đột phá sâu hơn một chút. Tuy nhiên ông này nhấn mạnh tới đài RT rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Về phía Nga, quân đội Nga ngày 3 tháng 10 xác nhận các lực lượng Ukraine đã phá vỡ hệ thống phòng thủ của Moscow ở khu vực chiến lược phía nam Kherson. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các xe tăng Ukraine vượt trội về số lượng đã tiến vào ở phía nam làng Zaloznya bakha Ông nói, Khoảng 130 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong cuộc giao tranh đó. Theo Reuters, Ukraine đã đẩy mạnh cuộc phản công ở khu vực Kherson kể từ mùa hè, không ngừng tấn công các đường tiếp tế của Nga và nhắm vào các khu vực phía tây sông Dnipro. Từ phía tây bắc của mặt trận Kherson, pháo binh Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề cho cầu Antonovsky, một bác sĩ quan trọng của các lực lượng Nga trong thành phố. Thưa quý vị, hãng tin ABC hôm 3 tháng 10 Dẫn nguồn trọng tin cho biết, tướng Roman Petnikov dường như được bổ nhiệm làm tư lệnh quân khu miền Tây của Nga thay tướng Alexander Zhuravlyov. Trước đó, tướng Petnikov chỉ huy lực lượng phối hợp của quân khu miền Đông, sau đó chỉ huy lực lượng Nga ở Syria. Ông Petnikov tốt nghiệp trường quân sự Surorov, có trụ sở tại Kyiv vào năm 1991. Tướng Zhuravlyov chỉ huy các lực lượng của quân khu miền Tây từ năm 2018. Trước đó, ông cũng chỉ huy lực lượng Nga ở Syria. Quân khu miền Tây là một trong năm quân khu của lực lượng vũ trang Nga. Thông tin về việc thay tướng tư lệnh quân khu miền Tây được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Nga được cho là gặp nhiều tổn thất ở mặt trận Đông Bắc Ukraine vào tháng trước và rút khỏi thành phố Lyman ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine gần đây. Hiện Nga vẫn chưa lên tiếng xác nhận về thông tin này. Moscow bác bỏ gợi ý sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Kính thưa quý vị, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3 tháng 10 tuyên bố, Nga không dựa trên cảm tính khi thảo luận về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuyên bố của điện Kremlin được đưa ra sau khi ông Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, cho rằng Nga nên cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ trên chiến trường Ukraine. Theo ông Peskov, các thống đốc và người đứng đầu các khu vực thuộc Nga có quyền bày tỏ quan điểm cá nhân của họ và đưa ra đánh giá về các vấn đề Điều này áp dụng với cả ông Kerinov, người mà ông Pekos cho rằng đã đóng góp rất nhiều cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là các quan chức có thể tự do thể hiện cảm xúc của họ. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn, ông Pekos nói. Khi được hỏi liệu phát biểu của ông Kadyrov có thể được coi là phát biểu cảm tính không phù hợp hay không, người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng, ở Nga, vũ khí hạt nhân chỉ được sử dụng dựa trên những cơ sở được nêu rõ trong học thuyết hạt nhân học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng của Nga, hoặc nếu sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa bởi vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thông thường. Bình luận của ông Kadyrov được đưa ra hôm 1 tháng 10 nhằm phản ứng trước việc các lực lượng Nga rút khỏi thành phố Lyman ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc rút quân là do nguy cơ bao vây từ các lực lượng Ukraine. Nhà lãnh đạo Chechnya cũng kêu gọi Nga thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn ở Ukraine, đề xuất thiết quân luật ở các khu vực của Nga giáp Ukraine. Chuyển sang phần tin trong nước 12 ụ bê tông tại Tân Sơn Nhất chuẩn bị được phá rỡ Kính thưa quý vị, trong báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận PMU cho biết, Nhà thầu thực hiện công tác phá rỡ 12 ụ bê tông tại sân bay Tân Sơn Nhất đã làm việc với đơn vị quản lý sân bay để triển khai tiếp cận hiện trường. Về chi phí phá rỡ 12 ụ bê tông, các bên đã thống nhất để Bộ Quốc phòng lựa chọn nhà thầu phá rỡ và thông báo lại chi phí. Bộ Giao thông Vận tải sẽ dùng nguồn tiền từ dự án cải tạo, nâng cấp đường băng Tân Sơn Nhất để chuyển trả cho Bộ Quốc phòng. Vấn đề đặt ra là số tiền dành cho hạng mục phá rỡ 12 ụ bê tông trong dự án cải tạo đường băng chỉ có 8,4 tỷ đồng, trong khi quân chủng phòng không không quân ước tính chi phí phá rỡ 12 u bê tông lên tới 15,8 tỷ đồng, bao gồm 1,4 tỷ đồng dự phòng. Kính thưa quý vị, mới đây, tạp chí điện tử giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của một số phụ huynh có con đang theo học tại trường Mẫu giáo Mầm non 1, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Về một số khoản thu bất cập đầu năm học 2022 đến 2023. Theo những phụ huynh này, vào ngày 26 tháng 9, Trường mẫu giáo mầm non 1 tổ chức họp phụ huynh có nội dung triển khai các khoản thu đồng năm. Một số lớp đã triển khai thu quỹ lớp với số tiền lớn, cao hơn nhiều so với năm học trước và cao hơn hẳn so với một số trường ở khu vực nội thành. Có lớp thu đến 1,8 triệu đồng một kỳ trên một học sinh, có lớp thu 1,5 triệu đồng một kỳ một học sinh. Một phụ huynh có con học lớp 5 tuổi cho biết, tại cuộc họp ban đại diện chi hội phụ huynh có phổ biến sẽ thu quỹ lớp để chi cho các hoạt động trong năm học phục vụ con em mình. Có thông báo trong nhóm chung của lớp là năm học này, lớp triển khai thu quỹ với số tiền 1,8 triệu đồng một kỳ trên một học sinh, bao gồm 1,5 triệu đồng tiền quỹ lớp và 300.000 đồng cô giáo nhờ phụ huynh thu hộ tiền đồ dùng, dụng cụ học tập. Trong khoản 1,5 triệu đồng học sinh nộp quỹ lớp thì lớp phải trích 300.000 đồng trên một học sinh về quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường. Trong đó tiền quỹ là 500.000 đồng theo quy định của nhà trường. Tiền ủng hộ các hoạt động của lớp là 700.000 đồng theo tinh thần tự nguyện. Một số phụ huynh bức xúc cho rằng trường mẫu giáo mầm non 1 để các lớp thu quỹ như vậy là quá nhiều và cao hơn hẳn các trường khác quanh khu vực. Khoản quỹ lớp đưa ra mức thu tự nguyện nhưng thực chất là thu bình quân như vậy là trái với quy định tại thông tư 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kính thưa quý vị, Dự án xây dựng Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư là 310 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 187 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 123 tỷ đồng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh chính thức mở thêm hoạt động khám chữa bệnh vào ngày 26 tháng 2 với quy mô cơ cấu tổ chức gồm 4 phòng chức năng, 8 phòng khoa chuyên môn, được đầu tư xây dựng khang trang, trang thiết bị y tế hiện đại. Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh góp phần chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn. Thế nhưng chưa kịp vui thì những y bác sĩ mới đây phải canh cánh nỗi lo. Khi dự án bàn giao sử dụng một thời gian ngắn đã xuống cấp hư hỏng. Nhiều mảng tường của hai dãy nhà 5 tầng và 3 tầng đã xuất hiện những vết nứt, nhiều vết nứt lớn kéo dài dọc các bức tường. Phần gạch lát nền trần thạch cao ở nhiều phòng cũng bị bong chóc hư hỏng. Nghiêm trọng hơn hệ thống điện luôn chập chờn, khiến đội ngũ y tế, bác sĩ cũng như người bệnh điều trị tại đây lo lắng vì nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ông Nguyễn Đức Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh cho biết, khi công trình bàn giao được một thời gian ngắn đã có dấu hiệu bị xuống cấp. Những bức tường xuất hiện nhiều vết nứt, hệ thống gạch lát sàn, nhiều vị trí bị bong chóc. Cứ lâu lâu chúng tôi phải điện thoại cho chủ đầu tư để yêu cầu đơn vị thi công vào khắc phục. Việc công trình vừa sử dụng vừa phải sửa chữa bảo dưỡng ảnh hưởng không ít đến công tác khám chữa bệnh vì ồn ào, bụi bặm. Hệ thống đường điện luôn chập chờn, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trang thiết bị máy móc cũng như chất lượng công tác khám chữa bệnh. Hiện nay công trình này đã hết thời hạn bảo hành nên những hạng mục nào hư hỏng thì đơn vị này phải tự bỏ tiền ra để xử lý. Liên quan đến vấn đề này, đại diện chủ đầu tư và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Tĩnh thừa nhận Công trình từ lúc đưa vào sử dụng đã xuất hiện một số lỗi như vết nứt dọc các bên thân tường, gạch lát bong tróc. Kính thưa quý vị, Dekana TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.